rạp các bạn ơi, King, top 3 Red Bull. Đây hôm nay đi cho các bạn show các bạn coi cá nè ha. Giá ok các bạn. À, King nước pin ở 178 có cơ đều các bạn. 200.000 cặp. Ở đây là rồng xanh nha các bạn, 70.000 một cặp. Băng đa ghét 70.000 một cặp các bạn. Rồi ok anh, chú Ba đi gặp luôn em nha. Hấp, lách, yellow. À, vừa đen và vừa vàng. Cái này coi sắc nè. 250. Đẹp. Lua top 3 lùi nó đẹp quá bạn. Cái này quay ố lẹt, quay ố lẹt thì giá này mềm hơn. Tiếng mình làm và còn rất rất nhiều cá nữa. Buôn ghét 25.000 một con. Ông thầy Ui biết đã bộ sức lên đặt anh la về bỏ anh về đặc biệt. Bây giờ mình nấu với lại bố mình dân đồng chả biết làm gì chơi. Làm đẹp Coret, Coret nè các bạn. 30.000 một con. Ungon 20.000 một con. Đồng đỏ Indo biết bon 150. Còn rất là nhiều cá rồng xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây hồ thí sinh là quá đẹp luôn. Nhất trụ. Đúng rồi đó, con Dory với con Nemo đó. Có lẽ timia là gì lạ đó.